Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Ồ, đang quay YouTube à. Thôi, tôi về rồi, cảm ơn bạn nha. Nhanh, Quay. Quá hay, chị lắm quá. Rồi quay trầm cảm rồi. Đéo gì ơi. Mày, dài vậy. Bây giờ 20 tháng 11 năm nay quay lại. Rồi, là một tiếng gì vậy? Tại phòng nhà. Rồi, chúc Việt thi tốt nha Việt. Ok bro, dính Việt cũ trường. Còn bro có thi không? Bro học trường Bye. Rồi, chị về đây nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay về nhà và chia tay trường là Huy Đôn thôi. Nói chung là đây là ngôi trường 3 năm của mình ở trung học cơ sở. Thì trường rất là cổ nhưng mà mình rất là lưu nhiều kỷ niệm, như là giận dỗi có nè, vui có nè, buồn có nè, tất cả mọi thứ đều có. Nhưng mà mình rất mong là sau này sẽ được gặp lại mấy bạn khi mà các bạn trưởng thành hơn. Và khi mà chúng ta như là cái gì cách cảm gì đó mọi người, thì mình sẽ gọi chung là bất ngờ cho mấy bạn, gặp bất ngờ. Thì nói chung là chúc mấy bạn học thật tốt khi mà lên con đường trung học phổ thông, và kỳ thi tuyển sinh sắp tới sẽ thành công tất cả cho mấy bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng lấy quý đông.
mới vô Highland xong mọi người ạ. Giờ mình sẽ đi ra cái trạm xe buýt ở đằng kia để mình đổ xe buýt. Thì mình mua một ly matcha đá xay. Một chai free trà xanh và một chai, một ly cà phê sữa đá ở trong túi này. Không biết là đường về nhà có đổ hay không, hy vọng là không nha. Đổ thì có đổ một ít thôi chứ đừng đổ hết, đừng đổ hết là bay mất 35.000 nè. Thôi mình sẽ dùng cái ly matcha này trước nha. Thế nên mình sẽ uống. Buổi đi về năm lại đóng hết ở trường mình thì cảm giác thì khá là buồn khi mình lớp 92 mình chia tay nhau sau 4 năm học cùng nhau ở trường. Thì không lẽ là sẽ học tốt trong những sẽ thi tốt trong những kỳ thi tuyển sinh. Thôi video của mình tới đây là kết thúc. Và nhớ like, share, subscribe cho mình nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.